Quay thấy hết không Giang? Hết bố. Rồi, đã đổ ốc ra. Rồi, cái đây là cái loa chính của nó các bạn ha. Tạm thời mình để đây đi ha. Cái này là những cái khớp nối mình có thể nối lại với nhau. Ví dụ như ngồi gần á, mình có thể sử dụng cái cây này gần lại để cho nó thấp về, nhưng mà nếu mà ở cái khu vực của mình nó trống và nó xa và nhiều người mình muốn thổi đi xa thì mình có thể đưa lên cao các bạn. Đây là một cái clip mới trong năm nay các bạn ha. Rồi, để thuận tiện cho các bạn tìm hiểu một số dòng loa cột, dòng loa portable, những cái dạng như thế này nè các bạn, để các bạn so sánh và đưa ra cái quyết định, đưa ra cái lựa chọn cho mình. Tiếp tục hôm nay mình sẽ làm cái clip của hãng JBL. Cái này có cái model là JBL Eon One Pro các bạn ha. Cái trong cái dòng Eon One này nó có hai cái model, thứ nhất là Eon One và thứ hai đời sau là Eon One Pro. Thì cái dòng Pro này nó sẽ hỗ trợ các bạn pin lithium và thêm chức năng về Bluetooth. Trước khi mình demo, mình hát thử thì mình cũng nói về cho các bạn về cái series Eon One đó các bạn ha. Cái series Eon được gọi là một cái series làm sao mà hãng JBL nó tạo ra cho người dùng, nhất là dễ dùng, tiện dụng, dễ di chuyển, dễ lắp đặt. Rồi làm sao mà cái nó lại mang đến cho người dùng ở những cái quy mô âm nhạc mà tạo ra cái chất lượng âm thanh tối ưu nhất và tốt nhất các bạn ha. Đối với một cái hệ thống chuyên nghiệp đó, mình phải cần đầu tư vào loa như thế nào, và mình phải phối men, mình phối những cái bộ não âm thanh, mình phối những cái crossover, những cái EQ. Như vậy nó làm như vậy là để phức tạp, để cho mình chuẩn bị một cái bộ âm thanh mình dùng. Ví dụ như mình dùng cho gia đình đi, mình dùng cho hội trường, hoặc là mình dùng cho những cái nhu cầu biểu diễn đơn giản sử dụng, mà mình phải sử dụng nhiều thứ lắc nhắc linh tinh như vậy mà chưa chắc là nó hiệu quả. Và như thế nên người ta mới tạo ra những cái dạng âm thanh như thế này. Nó sẽ phối hợp cho các bạn về subwoofer nè, nó phối hợp cho các bạn những cái mixer tích hợp nè, nó phối hợp nó sử dụng nó kèm cho các bạn là Bluetooth nè, để làm sao mà mình có thể sử dụng đơn giản nhất các bạn ha. Ở cái dòng loa cột này, mình thấy được một cái hay của nó là nó sẽ hỗ trợ cho các bạn thêm một cái mixer. Nó hỗ trợ cho các bạn một cái mixer 4 đường.
Dòng loa cột Eo One Pro này hỗ trợ một mixer 4 đường, thì ở trong trên mixer này mình sẽ có thể sử dụng thêm nhạc cụ nè. Rồi, mình điều thứ hai là nó sẽ có thêm reverb. Rồi, reverb ở đây. Đối với một cái quy mô biểu diễn âm nhạc của người nước ngoài đó, thì khi mà người ta biểu diễn hát acoustic hoặc người ta ca hát, người ta chỉ cần reverb nhẹ nhẹ thôi. Nhưng với cái cách của người Việt Nam mình hoặc là cách của người châu Á, khi sử dụng ca hát trong gia đình đó thì người ta lại thích có echo. Nhưng các bạn hoàn toàn yên tâm, hiện nay Trung Quốc nó sản xuất ra những cái dạng micro mà có hỗ trợ thêm echo, điều chỉnh bass chép ở trên này rất là thích hợp. Rồi, mình sẽ thử cho các bạn nghe luôn. Rồi, với cái sao tiếng như thế này, với cái sao tiếng như thế này á, thì các bạn hoàn toàn yên tâm để mình mời bạn bè tới nhà hát, hát rất nhẹ, kéo cỡ nào cũng vô hết. Rồi, không những cái micro này sử dụng cho cái loa cột của hãng JBL Eon, nhưng mà nó cũng có thể sử dụng cho hãng An ở đây nè các bạn. Rồi, ở đây cũng có loa cột, ở đây mình có loa cột của thương hiệu của Đức. Rồi, thì mình có thể hoàn toàn mình thể sử dụng cho những hãng thương hiệu các bạn ha. Thì tùy cái quy mô và tùy cái công suất thì người ta sẽ lựa chọn cái dòng loa cột làm sao cho nó phù hợp. Với một cái dòng loa cột á, có nhiều bạn gọi hỏi mình đó là anh ơi, em có thể sử dụng cái này vào mục đích event hay không? Anh ơi, em có thể sử dụng cho những cái quán cà phê rộng tới cả 100 mét vuông hay không? Thì các bạn ha, các bạn có thể yên tâm, bởi vì hiện nay những cái dạng loa này á, người ta sản xuất ra rất là nhiều cái phân khúc và rất là nhiều cái công suất, mình như vậy mình có thể lựa chọn được. Đây, đó là sơ lược về thứ nhất là cái Sori Eon của hãng JBL, thứ hai là về những cái chức năng mà của cái dòng loa cột Eon One Pro này sẽ mang lại cho các bạn. Thì bây giờ thì mình sẽ thử một bài cho các bạn nghe. Chắc thử một bài quá. Lúc hay quá sao. Để mấy phút rồi vậy? Gần 6 phút. Thử luôn DC có nghe luôn cho các bạn nghe thử. Đây, đó là một đại
One Pro. Hát rất đã. Đây, cái quy mô này mà các bạn sử dụng cho nhu cầu cao kê gia đình, những buổi sum họp gia đình, những buổi DJ, tổ chức tiệc tùng có bạn bè tới thì thật là sống động và sẽ mang đến những niềm vui cho mọi người rất là nhiều. Các bạn nào có nhu cầu tìm hiểu một số loa cột và ứng dụng những quy mô vô từng phân khúc thì có thể liên hệ bên mình là thiết bị âm thanh Đại Thiên Ân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để nhận được nhiều clip mới. Rồi, xin chào.